Đẹp da, áo lót liền mảnh, siêu thoáng nhẹ, không giống hằn, đến từ Anh Quốc đã chinh phục hầu hết các phụ nữ trên toàn cầu như Anh, Đức, Pháp, Úc, Trung Quốc, Đài Loan, Malaysia. Áo lót Đẹp da chinh phục những phụ nữ khó tính nhất, tạo nên cơn sốt mua hàng. Khi giải phóng sự khó chịu, gò bó của áo lót truyền thống, tạo bước đột phá mới trong thiết kế trang phục lót với phương pháp dệt 3 chiều. Bevia sẽ giúp nâng ngực, tạo dáng lưng thon thẳng với thiết kế hình chữ U độc đáo. Áo lót Bevia thật đa năng khi bạn có thể mặc như áo tập thể thao mà còn có thể phối hợp với nhiều trang phục thời trang khác như sơ mi, đầm giúp bạn tự tin, gợi cảm hơn. Áo lót liền mảnh Bevia này chính thức có mặt tại Việt Nam. Xin chào, tôi là Jeff San Frey, người thiết kế ra áo lót liền mảnh suốt 2 năm dài. Với tiêu chí muốn giúp cho tất cả phụ nữ đều có vòng một thật đầy đặn, gợi cảm, ngăn ngừa chảy xệ mà vẫn thấy thoải mái, không gò bó, không áp lực như những chiếc áo lót thông thường. Tôi không ngừng sáng tạo từ bản mẫu thủ công đến những thí nghiệm nhằm cải thiện bộ máy may đồng nhất, không chấp giá, tận dụng trên 10 loại không gian lập thể 3 chiều. Tìm ra sự thoải mái với thiết kế bản rộng, giúp nâng đỡ vòng ngực phát triển đầy đặn một cách tự nhiên. Chất liệu mềm mại, không gây vết hằn, lại an toàn với môi trường. Có thể nói, áo lót Bevia đáp ứng đầy đủ những chức năng của các loại áo lót có gọng truyền thống. Và hơn thế nữa, khi áo lót Bevia ngăn ngừa sự viêm nhiễm và chảy xệ ngực, những phụ nữ sau khi phẫu thuật cũng có thể an tâm sử dụng Bevia. Áo lót thông thường luôn gây chật chội, khi dùng thử sản phẩm Bevia, bạn xem thật khác biệt, không hề có dấu hằn, dễ dàng kết hợp với nhiều quần áo, vòng một trở nên đầy đặn, gợi cảm, thoải mái ngay khi ngủ. Bevia đúng là sản phẩm tuyệt vời. Áo lót Bevia giúp tôi trông tự tin và đẹp hơn, chỉ cần mặc vào, bạn sẽ lập tức thích ngay. Áo lót truyền thống luôn lộ rõ dấu hằn, nhưng với Bevia thì không. Nóng nực, ngứa ngáy, khó chịu ư? Với Bevia cũng không. Tại sao? Vì áo lót Bevia không gọng kẽm, không nút cài, sử dụng sợi vải co giãn cao cấp cộng thêm miếng mút lót nâng cao, một sự sáng tạo đến từ Anh với 300 lỗ siêu thoáng khí độc đáo, hoàn toàn không gây nóng ngực, vừa nâng đỡ vòng ngực đầy đặn, vừa ôm sát làm biến mất phần mỡ thừa ở nách, lưng bạn sẽ thẳng, thon gọn hơn với bản rộng thoải mái và thiết kế nổi bật hình chữ U độc đáo. Không cần lo ngực bị chảy xệ nữa vì đã có áo lót Bevia, đôi gò hồng đào của bạn sẽ thật hấp dẫn. Bây giờ, chúng ta hãy cùng thử một thí nghiệm nhỏ để kiểm chứng sự thông thoáng giữa chiếc áo thường và áo Bevia. Wow, áo lót xanh Bevia thoáng khí hơn rất nhiều so với áo lót thường. Thêm miếng mút lót nữa cũng chẳng làm giảm tốc độ thông thoáng đáng kinh ngạc của Bevia. Còn giờ là thí nghiệm độ thấm hút mồ hôi. Bạn thấy không, vết nước đổ trên áo lót xanh Bevia thấm ngay tức thì, trong khi đó chiếc áo lót vàng truyền thống lại ẩm ướt, một trong tác nhân gây ra viêm nhiễm, ngứa ngáy, khó chịu. Bevia đúng là chiếc áo lót hoàn mỹ, giúp phụ nữ thật sự hấp dẫn, thật gợi cảm, là sự lựa chọn hàng đầu của nhiều nữ diễn viên nổi tiếng. Áo lót Bevia giúp tôi trông thon gọn hơn. Bevia là sự lựa chọn thông minh của phụ nữ. Khi muốn có vóc dáng thon gọn, săn chắc, khỏe mạnh, lại quyến rũ, gợi cảm, thoải mái ngay khi nghỉ ngơi hay làm việc, áo lót Bevia sẽ mang đến cho bạn vẻ trẻ trung với quần jean, sang trọng với đầm và còn nhiều hơn thế nữa khi Bevia có thể phối hợp với nhiều trang phục thời trang khác nhau. Đúng là chiếc áo lót đa lợi ích đúng không? Chưa hết đâu, Bevia còn đa tính năng, nâng đỡ, ôm sát, làm thon thẳng lưng. Áo lót liền mảnh Bevia đúng là người bạn thân thiết, đáng tin cậy của phụ nữ khi muốn sở hữu một chiếc dáng khỏe mạnh, hấp dẫn. Dù làm bất cứ việc gì, dù bất cứ ở đâu, thì bạn vẫn sẽ luôn tự hào về vóc dáng hoàn mỹ của mình khi mặc áo lót Bevia. Bằng chứng là Bevia luôn là nhãn hiệu được nhiều phụ nữ Paris ưa chuộng. Bevia còn có thể dùng như một áo tập thể dục, giúp bạn hoàn toàn tự tin chạy bộ, vui vẻ đạp xe, an tâm tập yoga, thoải mái trò chuyện, nhất là không gây phiền toái ngay khi bạn nghỉ ngơi, lại quyến rũ khi đi chơi, không hề gò bó mà vẫn gợi cảm, thoáng mát, dễ chịu khi đi làm. Bevia, áo lót liền mảnh, siêu thoáng nhẹ, không dấu hằn. Bevia sẽ là món quà tuyệt vời nhất dành tặng cho người phụ nữ bạn yêu thương. Bạn hãy nhanh chóng gọi ngay cho chúng tôi để sở hữu chiếc áo lót liền mảnh, siêu thoáng nhẹ, không gò bó.
BVA, thương hiệu đến từ Anh Quốc với giá khuyến mãi đặc biệt.